Đấy, cho mời bạn, cho các bạn xem 10 bụi chuối rừng nhé. Đấy, một rừng chuối này. Đấy, đây là cây giang, người ta thường dùng để buộc, làm giấy buộc các bạn. Ở quê thì người ta lại lấy này, người ta làm giấy để buộc lập nhà rồi đấy. Đấy, đây là khe suối không. Đây, đây con cây cổ thụ này. Đấy, đây là mấy cái rừng ở bên ngoài này, người ta thường trồng keo hết rồi. Keo chàm. Một số năm gần đây thì người ta làm keo chàm rất là nhiều. Đấy. Và muốn tìm được những cái rừng nguyên sinh phải đi rất là xa. Đấy. Xe máy người ta chạy vào tới đây tận đấy các bạn. Một tiếng đồng hồ. Đây. Những cái rừng. Cái này có thể ăn được này các bạn. Lạ nó ăn được quá. Gọi là cái cốc rượu. Đó, hiện tại nó chín màu đen. Dạ. Đấy. Khe suối này. Đến qua khe suối này. Thực hiện một chuyện du ngoạn, thử ngoạn. Ây, rất là mệt. Cái nửa này các bạn. Nửa này người ta làm ở đây ở quê người ta thường làm hàng rào. Làm mấy cây đan. Đây, tận mắt một bụi chuối rừng. Đây. Đây là bụi lá giống này. Cái này để đun gỏi bánh trứng đó các bạn. Đấy, tết gỏi bánh trứng. Giờ có chứ tết người ta cắt hết rồi. Đây, chuối rừng. Để vào trong này mình xem coi có buông chuối rừng không nhé. Đây. Theo chân. Cái này cũng ít nước chắc. Cũng không có cá đâu. Cá giờ người ta không bắt hết rồi. Còn đâu nữa. Đây, rừng chuối. Rồi, tận mắt cây cổ thụ này. Thường thì cây này ống nó làm ở trên đây mà, nhà tổ ống á. Nhưng mà nó thường làm kín chứ không phải là làm giữa trời vậy đâu. Đây, chuối rừng. Đây, có một buồng chuối rừng này. Cần cạnh một buồng chuối rừng. Đây, cho bạn xem này. Đấy, cũng mấy quả đây. Đây. Đây, mấy quả, buồng này nhỏ. Hoa chuối rừng các bạn. Đấy. Thấy không các bạn? Đã không? Buồng này rất là nhỏ. Chắc buồng này. Coi có gì chỉ các bạn xem vui nhỉ. Đây, lại dông. Nữa. Chim hót này. Máy mặn thì có thể thấy cá đấy. Bắt không bao giờ hết được tại vì nó có hàng đá nó chứ vào. Đấy, những hàng đá như này. Ban đêm người ra thôi. Có thuốc à? Làm gì đây đấy.